Bạch hầu là một bệnh nhiễm trùng nguy hiểm do vi khuẩn Corynebacterium diphtheria gây ra, có khả năng lây lan mạnh và nhanh chóng tạo thành dịch. Đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có giả mạc ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi. Bệnh có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục. Bệnh rất dễ dàng lây lan từ người bệnh sang người lành qua đường hô hấp. Những triệu chứng của bệnh dễ nhầm lẫn với cảm lạnh thông thường. Hiện đã có vaccine phòng bệnh, tuy nhiên, để nhận biết được bệnh bạch hầu không phải dễ. Em chưa tìm hiểu rõ về cái đó. 3 tháng đầu đời là có tiêm 3 mũi. Em có tiêm 5 trong 1 cho bé, y tế phường. Thì các cái mũi tiêm phòng đó mình cũng đã tiêm đầy đủ cho bé, ví dụ như bạch hầu, ho gà, là uốn ván, mũi 5 trong 1 nữa. Mình đã tiêm đầy đủ hết cho bé rồi. Thì tất cả các mũi vaccine tiêm phòng đều rất là quan trọng cho bé. Bệnh bạch hầu có thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 5 ngày, có thể lâu hơn. Thời kỳ lây truyền bệnh thường không cố định, có thể kéo dài khoảng 2 tuần hoặc ngắn hơn, ít nhất là trên 4 tuần. Người bệnh đã có thể đào thải vi khuẩn từ thời kỳ khởi phát hoặc cũng có thể từ cuối thời kỳ ủ bệnh. Người lành mang vi khuẩn bạch hầu có thể từ vài ngày đến 3-4 tuần. Hiếm có trường hợp mang vi khuẩn mạn tính kéo dài trên 6 tháng. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với người bệnh hoặc người lành mang vi khuẩn bạch hầu. Bệnh còn có thể lây bằng việc tiếp xúc với đồ vật có dính chất bài tiết từ người bệnh. Bất cứ độ tuổi nào cũng có thể mắc bệnh, tuy nhiên vẫn có một số nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn những người khác, như trẻ em và người lớn chưa được tiêm vaccine phòng bệnh, người đi du lịch đến vùng dịch tễ, những người sống trong điều kiện đông đúc mất vệ sinh, trẻ em dưới 15 tuổi chưa có miễn dịch. Trẻ sơ sinh có miễn dịch thụ động từ mẹ truyền sang con nên không dễ mắc bệnh. Tuy nhiên, miễn dịch thụ động sẽ mất đi khi trẻ 6 tháng tuổi đến 1 tuổi. Nếu không được tiêm vaccine, trẻ có nguy cơ mắc bệnh cao. Những người suy giảm miễn dịch rất dễ mắc bệnh và có tỷ lệ tái nhiễm bệnh từ 2 đến 5%. Tùy vào vị trí vi khuẩn gây bệnh sẽ có những biểu hiện khác nhau. Bệnh bạch hầu mũi trước, bệnh nhân sổ mũi, chảy ra chất mũ nhầy, đôi khi có máu, có màng trắng ở vách ngăn mũi. Thể bệnh thường nhẹ do độc tố vi khuẩn ít thâm nhập vào máu. Bệnh bạch hầu họng và amidan. Bệnh nhân mệt mỏi, đau cổ họng, chán ăn, sốt nhẹ. Sau từ 2 đến 3 ngày xuất hiện một đám hoại tử tạo thành lớp giả mạc màu trắng xanh, dai và dính chắc vào amidan, hoặc có thể lan rộng bao phủ cả vùng hầu họng. Trong một số trường hợp, bệnh nhân có thể sưng đề vùng dưới hàm và sưng các hạch vùng cổ, làm cổ bạch ra như cổ bò. Những trường hợp nhiễm độc nặng, bệnh nhân sẽ phờ phạc tái xanh, mạch nhanh, đờ đẫn, hôn mê. Nếu không được điều trị tích cực, những bệnh nhân này có thể tử vong trong vòng từ 6 đến 10 ngày. Bạch hầu thanh quản là thể bệnh tiến triển nhanh và nguy hiểm. Bệnh nhân có dấu hiệu sốt nhẹ, khàn tiếng, ho, các giả mạc tại thanh quản hoặc từ hầu họng lan xuống. Nếu không được điều trị kịp thời, các giả mạc có thể gây tắc đường thở, làm bệnh nhân suy hô hấp và tử vong nhanh chóng. Ngoài những vị trí ở trên, vi khuẩn còn có thể gây bệnh ở một số vị trí khác, nhưng những trường hợp này khan hiếm và có tiến triển bệnh nhẹ. Bệnh viện Nhi của mình á, là trước đây tầm cỡ 2-3 năm về trước á, thì có tiếp nhận một vài ca bạch hầu, chủ yếu ở là vùng sâu, vùng xa chuyển lên, ở tuyến dưới chuyển lên. Còn hiện tại thì mấy năm gần đây thì không còn xuất hiện bạch hầu. Có thể là do mình, thứ nhất là chương trình phòng chống, hay nữa là chương trình tiêm ngừa. Đối với sự quan tâm của Bộ Y tế, của hệ thống y tế, nên là hiện tại bệnh bạch hầu không còn thấy ca bạch hầu ở trên bệnh viện nữa. Đó là điều đáng mừng. Hiện nay bệnh bạch hầu đã có thể điều trị được bằng thuốc. Tuy nhiên trong giai đoạn tiến triển, bệnh vẫn có thể gây hại cho tim, thận và hệ thần kinh của người bệnh. Ngay cả khi điều trị, bệnh bạch hầu vẫn có thể gây tử vong với tỷ lệ 3% những người mắc bệnh tử vong. Tỷ lệ này còn cao hơn trẻ em dưới 15 tuổi.